Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì đây là con 5000X bầu dính cái tên lửa hàng đầu bay về. Thì lâu rồi, cũng rất là lâu mới sanh được một con đẹp xuất sắc như thế này. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Đời cao nhất con 5000X nha. Nó là bầu và dính cái tên lửa 320W chạy 4 con Toshiba chữ đỏ đời cao. Rất là khỏe, các bác chơi thoải mái những dòng loa Mỹ, Nhật, Âu. Bass 30-40, những dòng loa cổ đánh rất là hay. Nói về chất âm của 5000X 320W thì nó tuyệt vời lắm đó. Chất âm tụ, ngọt ngào. Gip bằng cối như bà rề 75 vân vân, đánh ba cầu loa ABC, A cộng B, A cộng C, máy đẹp kiến công nha. Tí nữa mời các bác cùng đi vào nội thất bên trong. Giá của này là 24.500.000, đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt vài trăm ngàn nha. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên. Đấy, vuông thành sắc cạnh hết nha bác. Tem cờ nguyên. Đây các bác thấy này, thùng gỗ rồi này. Các bác thấy không? Rất cạnh không? Những con máy chắc bãi này, nó bén vuông vức, nhìn rất là yêu luôn. Đây các bác thấy, bên em làm hàng tuyển cũng như là hàng sưu tầm về. Đây các bác thấy những rack này sơn tròn luôn nha. Đây là cái tăng nhiệt 4 con Toshiba chữ đỏ nằm trong. Tí nữa các bác sẽ được tham khảo bên trong. Và các bác thấy đồ mới đấy, những con máy chắc bài rất nét. Bốn cầu điện nha các bác, 320W nha. Ba cầu loa nằm dưới này. Tổng quan phía sau các bác sẽ thấy được này. Đấy. Chắc đét. Rồi đi vào nội thất bên trong để các bác cùng ngắm luôn. Vâng, mời các bác cùng ngắm hoa hậu con 5000X mới về trong đợt này. Đây là cầu điện nha các bác, con 320W, kích tên lửa thì nó cái chiến điện nó nằm bên ngoài. Còn cái con bao bao nhã thì nằm bên trong, nó sẽ rẻ hơn. Con bao bao nhã khoảng 18 đến 18 rưỡi. Đây, bốn con Toshiba chữ đỏ nha. Đấy, tất cả riêng đét hết. Các bác cùng xem đây là cầu chì. Đây là bốn con tụ. Đấy, có thấy kích tên lửa nha. Bò kích tên lửa là X6013. Có hai kích tên lửa này đấy. Là phần sexy. Máy rất là đẹp nha các bác. Bác nào yêu thích thì alo cho em chứ nha. Qua hai số điện thoại trên. Một con duy nhất nha các bác trong đợt này, quá mới nha. Các bác có thể chuyển điện 220 đến 240 hoặc là để điện 100 110. Đấy, mọi chi tiết mua xem sản phẩm 5000X và những sản phẩm bên em, các bác cứ alo cho em chiến qua hai số điện thoại trên hoặc là có thể kết bạn Zalo qua hai số. Và nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh để theo dõi liên tục những sản phẩm hàng về. Cảm ơn các bác rất là nhiều.